nỗi khổ của các nàng chán sân bay, cả đời chỉ dám để mái bằng, một vầng chán cao, và rộng, trông, thì cũng sáng sủa đấy. Nhưng đôi khi nó lại mang theo cả tá nỗi khổ mà hội con gái chỉ biết kêu trời. Dù đúng hay sai thì tướng mạo cũng được xem là điều đầu tiên để đánh giá con người. Chính bởi vậy mà ông bà ta hay nói con gái chán dô thông minh, giỏi giang, tương lai hưởng phúc. Ấy vậy, mà thông minh, phú quý chưa thấy đâu con gái chán vừa cao vừa rộng đã đi kèm muôn và nỗi khổ như thế này rồi đấy chỗ làm trò của đám bạn nghịch ngợm không cần nói cũng biết chán sân bay là cụm từ dành riêng cho những cô nàng chán rô một cách gọi nhiều người đánh giá là dễ thương nhưng với các nàng chán rô thì đó là như cả cực hình bởi đơn giản thôi vầng chán sân bay ấy sẽ sớm trở thành chỗ làm trò của đám bạn giống như trường hợp của cô nàng dưới đây mới đăng một tấm ảnh với biết bao suy tư hẳn trên chiếc chán mỏng manh ấy thế mà đám tiểu quỷ lại dám lây ra làm Sân chơi cờ caro có tức không cơ chứ, một nghìn không trăm linh một nỗi khổ trời xanh không thấu, các nàng chán rộng nhiều khi cũng phải nén cơn đau, vào tim, vì những nỗi khổ của riêng mình, cả khuôn mặt, riêng cái chán, đã chiếm đến một nửa, nghe có nghịch lý không cơ chứ. Chưa kể ngày nắng, ngày mưa, khi lạnh khi nóng, các nàng chán sân bay, vẫn buộc phải quyết tâm trung thủy với mái bằng truyền thống, bởi đơn giản, chỉ khi, để mái mới lấp đầy, được khoảng trống trên vầng chán ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến nhiều nàng run sợ nhỡ để lộ tấm chán ngọc ngà hay những lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại tóc dính chặt vào mặt mà vẫn không dám vén lên đám bạn thì suốt ngày trêu lên trêu xuống hết ví mình xây cả cái sân bay trên mặt lại đến việc tưởng tượng như chỗ để chúng nó chơi đùa nhưng kể cả vậy chán dô cũng có nhiều ưu điểm lắm đấy ví như chẳng may có mọc chiếc mụn nào trên chán thì cũng chẳng ai biết vì tóc che hết rồi nhiều khi gặp ai cũng được khen thông minh sạn lạn tương lai phú quý nói vậy thôi chứ chán rộng hay còn gọi chán sân bay cũng quyến rũ lắm đấy con gái chán dô xinh xắn đáng yêu thật chứ chẳng đùa nhiều người ước mà cũng không được đâu đám bạn bất trêu lại đi nhé bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại